Thông báo kính gửi quý thân hữu trong vùng thủ đô McLean Bible Church, Vietnamese Fellowship và Trung tâm Truyền giáo Việt Nam Hội Thánh Baptist Hy vọng có chương trình phân phát 300 thùng thực phẩm rất có giá trị cho mọi người cần dùng trong mùa đại dịch đợt 15 tại địa điểm mới Bãi đậu xe Hội Cao Niên 6131 Wilson Drive Fortress, Virginia 22044 vào ngày thứ Bảy 14 tháng 11. 2020, lúc 12 giờ đến 12 giờ 30 trưa, mỗi gia đình sẽ được cấp một thùng thực phẩm. Ai đến trước nhận trước.